Mất. Dạ. Hình như là con thích cô Diệu Hiền lắm hả? Gì? Con có rồi chú. Chú nói gì á? Không có đâu. Em kiếm cái gì vậy? Dạ, em đang kiếm đồng hồ. Cái đồng hồ gì? Thôi tới giờ đi ăn rồi, lát vô kiếm sau. Không được, em phải kiếm cho được, không biết để đâu rồi ta. Trời, có gì đâu, nếu mà lỡ mất á thì anh mua lại cho cái mới y chang vậy được chưa? Là sao mà anh mua được? Cái đồng hồ đó đó là Mẫn tặng cho em đó. Cái gì? Mẫn nó tặng cho em? Dạ. Ủa tại sao học sinh mà tặng quà cho cô giáo là sao? Tại vì hôm bữa đó Mẫn nhớ nhầm, là Mẫn tưởng cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của em, nhưng mà không phải. Thật ra là ngày đây rồi. Ôi hết hồn hết vía. Cứ tưởng Mẫn là tặng em cái đồng hồ đó đó hả? Dạ, Mẫn cứ tưởng là sinh nhật của em nhưng mà không phải, nhưng mà lỡ tặng rồi đi đổi cũng không được nữa. Nè, không lẽ anh ghen cái cháu mình hả? Gì? Anh ghen á? Thôi nha, may quá. Yeah, xong rồi, vậy mình đi ăn ha. Ừ, chú nữa. Dạ. Thằng này cũng ngộ thiệt. Ủa, anh chưa đi hả? Em xuống trước đi, cất này ra. Dạ. Ủa, Mẫn. Cô. Em hỏi cô này xíu nha. Ừ, em hỏi đi. Dạ, em tính hỏi cô là ngày mai cô có bận cái gì không? Nếu như mà cô rảnh á thì em định là... Hiền. Dạ. Đi em. À, ủa, đợi Mẫn. Em, để em chút xíu. Em tính hỏi cô gì hả? Dạ, không có gì cô. Em quên mất em tính hỏi gì rồi. Thiệt tình Mẫn này. Thôi, vậy thôi cô đi ăn trưa trước nha. Dạ. Gặp lại em sau nha. Dạ. Chú đi, đi nha. Ê. Dạ. Em quên cái điện thoại rồi. Anh đi trước, đợi em chút xíu nha. Em lúc nào cũng vậy, hậu đậu quá. Mất. Dạ. Hình như là con thích cô Diệu Hiền lắm hả? Gì? Con có rồi chú. Chú nói gì á? Không có đâu. Ráng lên nha mấy em, làm sao sớm á, tí nữa mình đi về sớm.
Cố lên. Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi bên nhau. Những ký ức dù thật nồng ấm, rồi chỉ còn lại nỗi đau. Biết cứ thế sẽ thật buồn lắm, nên trái tim không thể yêu. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, riêng anh mà thôi. Nhưng khi anh gặp em, bỗng quên hết thế giới xung quanh. Những hạnh phúc mình từng xây đắm, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em. Xin lỗi. Quýnh cái này, quýnh một cái cho nó đã, nó đẹp ơi. Dạ. Ây. Ây. Ôi, ai cha. Ôi, sao không có sao anh Nghĩa? Anh Nghĩa, Nghĩa. Nghĩa có sao anh Nghĩa? Sao Nghĩa? Có sao không anh Nghĩa? Ôi, đỡ anh vậy coi. Bầm con mắt rồi. Có sao không anh Nghĩa? Lạ quá. Ai gửi cho mình vậy ta? Nhạc giao hưởng. Khi trời bên mưa, trời không có nắng. Khi ngày không em, ngày thêm trống vắng. Từng cơn gió như mưa nhăn vơ, mà sao gió chẳng thể nào nói, để anh càng thêm rối bời. Để rồi mưa tan chỉ mong nắng tới. Ủa, Mẫn, em đi đâu vậy? Đi không mát thôi à, mà cô không đi coi hả? Hả? Không có gì hết cô. Mẫn hả? Không lẽ em đã... Dạ, sao? Không có gì. Mà chiều nay em có rảnh không? Nếu mà em buồn á, em muốn đi nghe nhạc giao hưởng với cô không? Cô có hai vé nhưng mà không có ai đi chung với cô hết. Lắng nghe nhịp tim đôi ta thuần thương. Lắng nghe thời em bận rồi hả? Như đang đứng lại. Rất tiếc chứ cô là em rất là rảnh. Nếu mà em rảnh thì em muốn đi cái show không? Dạ muốn. Vậy mình đi hả? Dạ dạ. Nhưng mà thôi mình sẽ thủ mình đi liền giờ luôn đi, chứ mất công một hồi nữa là tới giờ kẹt xe là mình trễ giờ đó. Dạ dạ. Đi 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 đi.